Thưa quý vị và các bạn, sau 4 ngày diễn ra liên quan búp sen hồng các nhà thiếu nhi, trung tâm sinh hoạt thanh thiếu nhi khu vực phía Nam lần thứ 20 do tỉnh Cà Mau đăng cai tổ chức đã kết thúc, để lại ấn tượng về một kỳ liên quan được tổ chức tốt, cùng với đó là niềm vui mong muốn sân chơi này tiếp tục được mở rộng của các em thiếu nhi. Hè năm nay, Cà Mau vinh dự trở thành đơn vị đăng cai búp sen hồng trong dịp liên quan tròn 20 tuổi. Hơn 2.000 thiếu nhi đam mê văn nghệ đến từ 42 nhà thiếu nhi, trung tâm sinh hoạt thanh thiếu nhi tập trung về tỉnh tham gia hoạt động này. Trong những ngày tại liên quan, các em trải qua nhiều hoạt động xã hội cộng đồng. Trong ngày cuối cùng, các đơn vị, những tình cảm đối với vùng đất, con người Cà Mau được các em gửi gắm qua từng tác phẩm tranh vẽ trong hội thi vẽ tranh Em yêu màu xanh đất mũi, trong chương trình Vòng tay bè bạn. Đó là cảm nhận chân thật nhất, gần gũi nhất và những ước mơ của các em đối với quê hương Cà Mau với búp sen hồng. Chúng em thể hiện được là đang trồng cây xanh để thể hiện cho chủ đề là em yêu màu xanh đất mũi. Thể hiện là chúng em rất yêu chuộng môi trường và chúng em sẽ làm nhiều việc hơn nữa để môi trường có thể thêm xanh sạch đẹp. Nội dung của giải thiếu nhi con là thủ thông với những tiếp bước cha anh và tập luyện rất là khổ, rất là sáng nào cũng đi hết đó. Khi qua đối diễn hôm nay là con thấy búp sen hồng đem cho con biết nhiều lý thú, rồi biết thêm nhiều kinh nghiệm. Con mong là búp sen hồng sẽ phát triển tốt hơn. Sau liên hoan này thì em mong muốn là đây là một sân chơi bổ ích cho các bạn thiếu nhi của miền Nam và mong muốn liên hoan này sẽ được duy trì nhiều hơn nữa để cho các bạn cùng nhau thỏa sức ca hát, thể hiện những gì mình mong muốn trong cái lúc học mệt mỏi. Muốn là liên hoan sân hậu của chúng ta sẽ ngày càng phát triển hơn và sẽ có nhiều tỉnh thành tham gia hơn để cho em có thể giao lưu. Liên hoan năm nay có 42 chương trình với khoảng 300 tiết mục ca diễn với chủ đề Trên quê hương đất mũi, búp sen hồng tỏa sáng tuổi 20. Các đơn vị đã bám sát vào chủ đề chung nhưng vẫn phát họa được nét riêng của mỗi vùng miền. Ngoài ra, có nhiều đoàn mạnh dạn xây dựng tiết mục về chủ đề biển đảo, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa một cách nghệ thuật, gần gũi và sinh động. Với tính chất của một liên quan âm nhạc, các đoàn đến tham gia với tinh thần cống hiến, chuẩn bị cẩn thận từ chủ đề, cách thức thể hiện, diễn viên, đạo cụ. Theo đánh giá của Hội đồng Cố vấn Nghệ thuật, chất lượng các tiết mục tại lần thứ 20 búp sen hồng diễn ra hơn hẳn những liên quan trước đó. Không có đoàn yếu, đặc biệt là có nhiều tiết mục tạo ấn tượng mạnh, thể hiện bản sắc của địa phương, vùng miền. Nếu trước đây là có những cái tiết mục múa mang tính chất minh họa, lấy một bài hát ra để rồi múa, thì bây giờ các đơn vị đều có thể xây dựng cho mình một tiết mục múa độc lập và dàn dựng kết nối những tiết mục với nhau, thể hiện cái nội dung chủ đề rất là tốt. Chính vì thế có thể nói rằng liên hoan búp sen hồng của Cà Mau hôm nay tổ chức quy tụ được rất là đông đảo các em, hơn 2.000 thiếu nhi về đây tham dự, thì theo hội đồng nghệ thuật của chúng tôi đánh giá là đa số những tiết mục đều là hoàn chỉnh. Liên quan búp sen hồng thứ 20 tổ chức tại Cà Mau đã thành công tốt đẹp. Thông qua liên quan lần này thì được tổ chức nhiều hoạt động, từ việc biểu diễn nghệ thuật của các em đến việc tổ chức các sân chơi ngoài trời, các hoạt động vẽ tranh và đặc biệt là các em được đi phục vụ ở cơ sở. Qua đây các em có dịp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, chia sẻ lẫn nhau và các em có một số hoạt động tại địa phương, chẳng hạn như là thăm các gia đình chính sách, rồi thăm trẻ em nghèo. Và gian sắp tới thì Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban sẽ tổ chức nhiều sân chơi hơn cho các em nữa và tổ chức nhiều hoạt động tốt hơn nữa cho các em. Trong đêm bế mạc, 42 đơn vị nhận được bằng khen của Trung ương đoàn, giấy chứng nhận của ban tổ chức liên quan. 16 anh chị, những người đã khởi xướng ra búp sen hồng, chăm bồi phát triển liên quan trong suốt 20 năm, nhận được biểu trưng tri ân của ban chủ nhiệm câu lạc bộ nghiệp vụ khu vực phía Nam. Một lần nữa, liên quan búp sen hồng kết thúc, tuổi 20 đã thể hiện dấu ấn đẹp tại vùng đất cuối trời. Tiếp tục những chuỗi hoạt động không ngừng nghỉ cho phong trào thanh thiếu nhi, Cà Mau hẹn búp sen hồng năm sau tại một điểm đến mới, thành phố biển, thành phố Đà Nẵng trong lần thứ 21.